Thưa quý vị, chúng tôi Trần Hồng Tiết một lần nữa tái ngộ cùng quý vị trong phòng thu thanh. Hôm nay của chúng tôi lại mời được ông Đỗ Như Điện, một chuyên gia về Á Châu. Nhưng mà chúng ta hôm nay không bàn về Á Châu mà chúng ta sẽ chuyển hướng về nước Mỹ. Thì thưa chú, mình xin hỏi về vấn đề của cái nội bộ Hoa Kỳ với chú hôm nay. Trước hết tôi xin nói quý vị, tôi không phải là chuyên gia gì hết. Tôi hoạt động cộng đồng và làm truyền thanh, truyền hình, thì tôi cũng điều hành cái đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Dạ, tôi biết như rồi, chú là như vậy, cho nên hôm nay mình muốn. Vâng, nhưng mà bây giờ nói chuyện về nước Mỹ đúng. Hôm nay chúng ta nước Mỹ có rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải biết, và chắc chắn quý vị có lẽ biết nhiều hơn tôi. Nhưng mà chúng ta bàn với nhau về một số cái sự kiện nó đang diễn ra rất là nóng ở nước Mỹ này. Dạ vâng. Dạ. Thì thưa quý vị, chúng tôi hôm nay muốn đề cập tới vấn đề là ông Tổng thống Trump của chúng ta, ông có những cái chính sách như thế nào, và đặc biệt là cái phần mà chúng ta biết đó là Đảng Dân Chủ hiện bây giờ đang gọi là lấp le để mà trút phế ông Trump, không thưa chú? Đúng rồi. Có nghĩa là sau khi ông Robert Mueller report ra đó, thì có những cái chuyện nó xảy ra trong thời gian gần đây. Vâng. Thì thưa chú, nếu mà thật sự mà bên Đảng Dân Chủ mà đang nắm quyền Quốc hội mà thật sự mà xúc tiến về cái vấn đề là gọi là trút phế Tổng thống, thì chú thấy như thế nào vậy chú? Vâng, cái lý do đầu tiên mình nói cái lý do đã. Dạ vâng. Thật sự ra thì cái lý do mà người ta muốn trút phế Tổng thống đó, đầu tiên là cái thủ tục impeach, tức là buộc tội đó, kết tội. Có tội thì mới trút phế được. Đúng, dạ vâng. Thế thì cái tội chính là cái gì? Cái tội chính là ông thần Trump là ông ấy là cái người mà không ai nghĩ là ông đắc cử. Yeah. Chúng ta biết là năm 2015 khi mà ông tuyên bố ứng cử đó, thì chẳng ai tin là cái ông này có thể được phiếu. Đúng. Bởi vì ông ấy từ xưa thì ông chưa từng làm nghị viên, chưa từng làm thị trưởng, chưa từng làm dân biểu nghị sĩ. Yeah, vâng. Bây giờ nhảy một cái ra ứng cử tổng thống thì ai bỏ phiếu cho? Yeah, vâng. Thế nhưng mà cái kết quả nó lạ lùng là ông ấy đánh bật 16 ông ứng cử viên Đảng bên Cộng Đảng Hòa, đều là những người có thành tích, là những tinh hoa của Đảng Cộng Hòa. Dạ vâng. Mà bị đánh bật hết. Dạ vâng. Rồi cuối cùng thì là ông ấy thắng luôn bà Hillary Clinton, mà trong khi tất cả 99% là người ta tin là ông Trump thắng cử. Xin lỗi, bà Hillary thắng cử. Yeah. Bởi vì tất cả những cái vụ survey, những cái vụ nghiên cứu, thăm dò đều cho thấy là bà Hillary dẫn trước ít nhất là 7 điểm. Đúng. Yeah. Đấy. Thế nhưng mà đến khi kiểm phiếu ra thì ông Trump thắng cử. Dạ vâng. Thế thì cái sự đau đớn của những người dân chủ, cái sự hy vọng của những dân chủ nó sụp đổ, nó tạo ra một cái mối đau khủng khiếp. Dạ vâng. Do đó người ta chưa hàn gắn được, và người ta tìm xem có cái gì đằng sau. Dạ vâng. Từ đó người ta mới nói rằng như vậy là chắc phải có cái thế lực nào ghê gớm lắm yểm trợ ông ta, thì người ta mới nói tới cái chuyện là nước Nga. Nước Nga, dạ vâng. Vì vậy nó mới xảy ra cái vụ gọi là điều tra kéo gần hai năm. Dạ vâng. Điều tra với bao nhiêu chuyên viên như vậy, kết quả của kiểu điều tra là không tìm thấy cái gì cả. Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà cũng có những câu khi mà ông Robert ông đưa ra, ông Mueller đó, bây giờ này ông đưa ra những cái câu giống như là bây giờ này có một chút mối nào đó mà bây giờ này Đảng Dân Chủ mới được là nắm quyền của Hạ viện. Cho nên cái xác suất mà bây giờ này bà Pelosi đó có thể đưa cái impeachment process vào trong cái vấn đề này. Bây giờ đó, nếu mà căn cứ vào cái điều tra của ông Robert Mueller đó, thì thứ nhất là theo nguyên tắc thì ông ấy phải là cái người, cái cơ quan đó, ông ấy là công tố, thì ông phải xác định là ông Trump có tội hay không có tội. Dạ vâng. Yes or no. Dạ vâng. Nhưng mà trong cái luật của bên Justice Department đó, họ không có thể nào tố ông tổng thống đương nhiệm, cho nên nếu mà nói như vậy thì ông Mueller không có quyền không, làm không, như không, vậy không, đúng không? Không có chứ. Yeah. Ông ấy phải kết luận rằng là ông ấy tìm thấy cái này là có tội. Ông thấy cái này không có tội. Tức là có hai cái chính, một là thông đồng. Hai là cản trở công lý. Cho nên có nghĩa là ông Trump bây giờ này cứ đi ngược lại mỗi câu, cứ là no collusion, đúng không? Không có collusion có nghĩa là không có thông đồng lại bên nước Nga. Thì ông Mueller ông nói rằng là ông ấy thấy có 10 cái điểm này. Dạ vâng. Nhưng mà ông không đủ cái yếu tố. Dạ vâng. Để xét rằng nó có tội thì đẩy cái quả banh này qua bên Bộ Tư pháp. Dạ vâng. Và Bộ Tư pháp thì họ căn cứ trên các cái luật lệ. Dạ vâng. Thì họ thấy rằng không thể assumable được. Dạ vâng. Không thể phán đoán rằng
trong đầu của ông Trump này như thế nào, bởi vì ông phải có hành động thì mới kết tội được. Còn nếu có mà người ta nghĩ trong đầu nếu mà theo ý chú như vậy là có nghĩa là ông Trump là sẽ không có bị impeach, không có đưa impeach ra từ từ hạ viện mà lên quốc lên thượng viện cũng không có làm gì được. Chưa tới chuyện đó, tôi nói chuyện kế tiếp đã. Thế thì bây giờ người ta vẫn đòi impeach, là người ta muốn điều tra lại và điều tra. Bây giờ nó có 10 cái cuộc điều tra. Dạ vâng. Và người ta tiếp tục điều tra nữa. Mình đã có 2 năm mấy chưa làm xong thì bây giờ này 2 năm nữa thì ổng đã biết đâu là không còn là tổng thống nữa. Thế thì không phải là người ta, bởi vì biết rằng là bên dân chủ những người đứng đắn người ta biết rằng không thể nào impeach được. Dạ vâng. Bởi vì thế này, bởi vì nếu mà impeach thì những người ủng hộ ông Trump người ta lại dồn hỗ trợ ông mạnh hơn nữa. Dạ vâng. Bởi vì ông đang làm, tôi phải nhớ như thế này, tôi xin nói công bình nhé. Ông Trump là cái người thật sự là ông ăn nói rất là bừa bãi, bỗ bã. Nhưng mà ông là người giữ tất cả những điều ông cam kết. Đúng, đúng. Yeah. Ông biết cam kết cái chuyện gì ông làm cho tới cùng và ông làm cho bằng được. Đó. Thì nếu mà nói như vậy để mình nói với cái vấn đề thứ hai mà ông cam kết đó là cái vấn đề nhập cư vào đó. vào nước Mỹ đúng không? Thì cái vấn đề nhập cư này đâu có phải là tại ông ấy. Bởi vì cái luật của nước Mỹ nó có sẵn như vậy. Bây giờ ông phải thi hành như vậy, ông thi hành như vậy thì ông phải làm những cái chuyện đó. Mà làm không được là vì cái luật nó không rõ ràng. Tôi hỏi bây giờ bất cứ một người dân Nam Mỹ nào bước vào cái ranh giới thì không được đuổi họ về. Phải nuôi họ và làm thủ tục cho họ chờ để ra tòa. Và bây giờ cái số người nó tràn ngập, nó quá nhiều. Nước Mỹ không có đủ nuôi được những chỗ đó. Bởi vì nó thì tức là ổng động lại tại cái biên giới. Biên giới thì bây giờ không, hiện tại bây giờ cái những cái chỗ để mà giữ nuôi những cái người đó nó không còn chỗ nữa. Dạ vâng. À, thì bây giờ phải có cái luật chứ, phải có cái gì đó, nhưng mà bên dân chủ thì không muốn làm cái đó. Dạ vâng. À, thế thì đó là cái trở ngại. Do đó là bây giờ bắt đầu từ hôm qua thì ông tổng thống ông nói là bắt đầu tuần tới đó thì sẽ gọi là gọi là trục xuất những cái người mà không hợp lệ, đến mà không hợp lệ, tức là những cái thành phần mà đã xét rồi đấy. Dạ vâng. Thì cái số đó rất là nhiều và trục xuất. Dạ. Để mà còn cái chỗ cho những cái người mà bất hợp pháp khác, dạ người vâng. ta lại đặt chân vào. Và ổng bây giờ này ổng cũng đang gọi là có một cái chính sách đối với lại chính quyền của Mỹ Tây Cơ để mà Mỹ Tây Cơ không đúng, có cho đúng 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 dạ. Nói là như thế vậy. Trong ba cái nước mà bên dưới đó, Guatemala, rồi là Honduras, rồi El Salvador, là những cái nước mà người ta đi qua cái nước Mỹ Tây Cơ. Dạ vâng. Thế thì bây giờ, ông bảo bây giờ đi qua lãnh thổ của anh thì anh phải ngăn họ chứ. Bây giờ anh để họ tự do qua đây thì chết chúng tôi rồi. Bây giờ nếu anh không ngăn đó là tôi sẽ áp thuế. Tức là đánh thuế lên hàng của các anh. Dạ vâng. Bởi vì Mỹ với lại Mexico đó là cái giao thương là 700 tỷ nhá, một năm, nhớ kinh khủng. Dạ vâng. Thành ra bây giờ nếu mà cái chuyện đó là nó gây cái ảnh hưởng rất thì là nếu lớn. Mà đó. Giống như một cái người mà bình luận như mình á thì mình thấy cái chính sách của ông Trump về cái vấn đề di dân như vậy thì tôi thấy sao? Tôi nghĩ rằng đây là cái vấn đề phải giải quyết. Dạ vâng. Nếu bởi vì nó đã mấy chục năm rồi. Trước đây từ Tổng thống Reagan cũng đã có lần đã cho bao nhiêu triệu người đúng. Tự động vào. Yeah. Và nếu như vậy người ta càng tiếp tục, càng tiếp tục sẽ không bao giờ giải quyết được. Yeah, vâng. Do đó phải dứt khoát. Phải dứt khoát, phải có luật và phải có những cái biện pháp. Thì đấy bây giờ đó, thì ông ta nói bây giờ Quốc hội không có làm luật để mà giải quyết. Yeah, vâng. Thì bây giờ ông phải giải quyết theo cái lối bên hành pháp. Yeah, vâng. Tức là bây giờ đó, ba cái nước dưới kia từ trước đến giờ đó là... À, không có giúp đỡ cho người dân để người dân người ta không có công an về người ta nghèo đói ta phải vào dạ nước vâng, Mỹ dạ vâng. Thế thì về ok bây giờ chúng tôi sẽ yểm trợ các anh sẽ lo cho người dân trong nước của các anh làm thế nào để người ta người không có bỏ cái nước họ mà đi. Dạ đúng. Đó là cái gốc giải quyết cái gốc và nước Mỹ bây giờ bắt đầu trở lại cái vấn đề viện trợ cho những quốc gia kia dạ là vâng. Một thứ hai giúp Mỹ Tây Cơ để Mỹ Tây Cơ có bởi vì Mỹ Tây Cơ là một cái nước tham nhũng vô cùng tham nhũng dễ sợ dạ vâng. Và vì vậy những cái băng đảng nó tìm cách nó đưa người nữa, nó là buôn người mà. Dạ vâng. Nó lấy tiền của người ta nó đưa người qua thì phải giải quyết từ cái gốc đó. Nhưng mà tại biên giới nước Mỹ và nước Mỹ cũng phải có cái luật gạn lọc mà cái gạn lọc của ông tổng thống Trump nó rất là có lý. Dạ vâng. Là nước Mỹ welcome mọi người theo cái nhưng mà tiến legal. Trình. Dạ. Đi theo đúng cái đúng tiến trình luật dạ. pháp.
và những người nào vào đây để mà đóng góp cho nước Mỹ, chứ không phải vào đây trở thành gánh nặng cho dân Mỹ. Đúng, đúng. Thì cái chuyện đó thì đúng, thì mình là dân tị nạn thì mình cũng biết như vậy. Dạ, vâng. Và mình rất là welcome, thì mình cũng chấp nhận cái quyền đó. Còn bây giờ nhảy vào đây, riêng Việt Nam bây giờ ở đây, xin lỗi, ở nhập cư bất hợp pháp bây giờ, còn người ở bất hợp pháp đó, dạ, vâng, là 1/10. Người Việt Nam. Người Việt Nam. Dạ vâng. Trong cái số 1.8 triệu người ở tại Mỹ bây giờ thì 190.000 là cư ngụ bất hợp pháp. Có nghĩa là bất hợp pháp nó không có gì, cái không riêng gì những cái nước Nam Mỹ mà là tất cả các nước khác nó cũng vào. Cũng như vậy, bởi vì ai cũng muốn tới Mỹ thôi. Dạ vâng. Và đó là cái vấn đề nước Mỹ phải giải quyết. Và bây giờ ông Trump ông giải quyết đó thì ông gặp muôn vàn khó khăn. Thành ra người ta muốn trở lại cái vấn đề của Tiết đặt ra đó là impeach, tức là có chuốt phế được không? Mặc dầu cái giai đoạn này là Hạ viện đang nằm trong tay Dân Chủ, thì họ có thể đạt được cái đa số. Nhưng mà phải nhớ rằng đưa lên Thượng viện. Bởi vì đưa lên Thượng viện đó thì cần 2/3. Đó. Mà Thượng viện bây giờ đang nằm trong tay Cộng Hòa. Thì tất cả những người mà theo dõi tình hình thời sự thì biết rằng cái chuyện của Dân Chủ mà muốn chuốt phế ông Trump là cái chuyện là vô vọng. 100% là không có đi tới đâu. Thế thì làm gì? Nhưng mà họ có thể làm để mà kêu gọi cái base của họ để ủng hộ. Người ta làm như vậy và vạch ra càng nhiều càng tốt. Thứ nhất là làm cho ông Trump bù đầu tối mắt phải đối phó, tối ngày phải quấn những cái chuyện này. Cái thứ hai nữa đó là không còn tâm thức để mà lo những chuyện ích quốc lợi dân. Thí dụ như cái vụ mà infrastructure, tức là hạ tầng cơ sở nước Mỹ 30-40 năm nó xuống cấp quá rồi. Máy sân bay rồi đường xá rồi cầu cống, rất nhiều thứ cần phải sửa chữa. Thì bây giờ lẽ ra Dân Chủ với Cộng Hòa bắt tay để làm cái chuyện đó, thì bây giờ vì cái chuyện này tạm nó khựng lại. Thì ông Trump không làm được. Thì bây giờ nay mai làm thế nào để cho người ta không tín nhiệm ông Trump nữa? Và ông Trump đang gây quá nhiều trouble. Đó là cái mình với Dân Chủ muốn làm. Kính thưa quý vị, cái đề tài này còn rất là dài, nhưng mà thời gian của chúng tôi có hạn, để chúng tôi xin tạm ngưng với quý vị ở đây, rồi chúng tôi sẽ trở lại với quý vị để bàn thêm về vấn đề của ông Trump và những chính sách của ông về kinh tế như thế nào, và để phát triển kinh tế ra làm sao, và những cái vấn đề ông Điện vừa đưa ra, cái infrastructure của Mỹ sẽ được tiến hành hay là không. Thì mời quý vị theo dõi với chúng tôi vào lần sau. Xin kính chào quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị.